cột này làm rất chi là cong. Và cái phần trương, trương này chúng tôi làm trương liền, cuốn với cả trương này là liền nhau. Đấy, cuốn với trướng là trương với cuốn là liền. Và phần vách tựa, vách tựa lưng, tựa lưng đây chúng tôi cũng làm liền luôn, liền luôn. Bình thường đây là ván và đây là khuôn tranh, nhưng đây là chúng tôi làm liền một mảng luôn, liền một mảng luôn. Đó, rất là đẹp. Và vách tựa là đục thủ công bằng tay, vách đục thủ công. Đúng rồi, Thành Luân xin kính chào khách. Hôm nay Thành Luân rất vinh dự được đón tiếp anh chị Tuấn Ngân đến từ Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Và cơ sở đồ gỗ Thành Luân tôi là mua bộ bàn ghế Tần Thủy Hoàng siêu khủng luôn. Đây, bộ này là hàng siêu đỉnh cao của Thành Luân. Vách tựa liền, cách đây thời hôm trước tôi có giới thiệu với toàn thể khách hàng và trên kênh YouTube của đồ gỗ Thành Luân. Hôm nay tôi là rất vinh dự được đón tiếp anh chị đã từ thành phố Vĩnh Yên về với đồ gỗ Thành Luân để mua và ký nhận phần mộc cái bộ bàn ghế Tần Thủy Hoàng này. Và sau đây Thành Luân xin kính mời chị Ngân có thể ký nhận cái bộ sản phẩm trên giúp em với. Vâng, ông Bình ngửa ra. Anh Tuấn vào ký đi. Anh cứ anh chị vào ký cho em ạ. Vâng. Đây, trên mình cái khách đang thấy là anh Tuấn và chị Ngân. Anh chị ký nhận cái bộ Tần Thủy Hoàng này. Đây là hàng siêu khủng và chúng tôi cũng không phải giới thiệu nhiều. Bởi vì cái này những khách hàng là đã về thực tế một sở thị nhìn cái bộ bàn ghế này có thể thấy được. Và cách đây hôm trước, ngày hôm qua chúng tôi có bàn giao cho gia đình nhà chú Ánh ở Văn Giang, Hưng Yên, xã Xuân Quang, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Bộ bàn ghế tương tự như này, là bộ mặt tràn. Đấy, nhưng mà bộ này của Thành Luân tôi là mẫu mới nhất, vừa cho ra mắt. Đấy, vách tựa liền, trương liền và tay đục, vách đục thủ công, vách liền luôn, tay liền. Đấy, trên mình cái khách đang thấy là anh Tuấn đến từ Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc. Thế chú dựng cho cháu cái bàn, chú đứng ra chỗ đầu anh ấy, đứng ra chỗ đầu anh chị đang dựng lên cho cháu. Phát này, anh chị đang kính nhận bộ sản phẩm của đồ gỗ Thành Luân Tần Thủy Hoàng, cục 12 gồm có 6 món hàng siêu khủng, siêu đỉnh cao luôn. Đấy, vách tựa liền, cột liền, trương liền và vách tựa đục thủ công. Đây, liền này quý khách, cả tảng gỗ chúng tôi làm khuôn tiết gỗ. Và cái yếm chúng tôi, cái dạ chân chúng tôi làm rất cong, chân chúng tôi làm cái dáng rất cong mà nó to cao dài rộng. Riêng bộ cột 12 này chúng tôi khẳng định cột 14 ở thị trường không sánh được cái bộ cột 12 này của Thành Luân chúng tôi. Và trên mình khách đang thấy đây là anh chị Tuấn Ngân đến từ Đồng Tâm, Vĩnh Phúc, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc. Và nó hơi vất một chút, kéo lui về là mình chị dạ, được chưa? Lặng lắm đấy, lặng đấy, anh cố gắng đấy. Rất lặng đấy. Cái đoạn này bình thường ra phải 6 người mới khênh được nó, 4 người thì phải nói chật vật. Clip của khách đang xem tôi quay tại cơ sở 1 của đồ gỗ Thành Luân, nằm tại xã Tân Dân, Phú Xuyên, Hà Nội. Và mọi thông tin chi tiết về sản phẩm, mọi người vui lòng liên hệ với chúng tôi theo hai số điện thoại 0967 110389 hoặc 0972 770 888. Vâng, ở đây là bộ nội thất phòng khách Tần Thủy Hoàng, cột 12 gồm 6 món hàng siêu đẳng cấp và siêu đỉnh cao của Thành Luân. Thay mặt đồ gỗ Thành Luân xin trân trọng cảm ơn gia đình anh chị đã tin tưởng hai cái đôn này mua hàng của Thành Luân. Và tôi xin kính chúc đại gia đình luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và luôn luôn tràn đầy năng lượng để gặt hái được nhiều thành quả. Thành Luân là ngoài bộ tần này ra, chúng tôi vẫn còn đang sản xuất rất nhiều các bộ tương tự. Khách có thể là trực tiếp cơ sở của Thành Luân để tham quan và mua sắm, một sở thị các sản phẩm của chúng tôi cho ra mắt. Hôm trước chúng tôi có quay một bộ, thì một bộ của một khách hàng anh Kha ở đến từ thành phố Hồ Chí Minh cũng mua một bộ y hệt giống của anh Tuấn này rồi. Tôi nói là xong hai bộ, thì anh Tuấn lấy bộ và một anh Kha ở thành phố Hồ Chí Minh cũng lấy một bộ. Hai khách hàng lấy hai bộ. Vách tựa liền, siêu đỉnh cao. Vâng, thay mặt Thành Luân xin trân trọng cảm ơn anh chị. Chúc anh chị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Tôi xin tạm dừng video clip tại đây và xin chào và hẹn gặp lại khách trong những video clip tiếp theo. Đồ gỗ Thành Luân xin kính chào khách. Hôm nay là ngày cuối tháng 8 2020. Thành Luân xin trân trọng gửi đến toàn thể quý hàng một bộ bàn ghế phòng khách, bộ bàn ghế Tần Thủy Hoàng cột 12, hàng siêu đỉnh cao. Đấy, gồm có 6 món,
được đồ gỗ Thành Luân chúng tôi vừa hoàn thiện theo đơn đặt hàng của anh Phùng Tấn ở thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Hôm trước thì anh chị Phùng Tuấn đã về trực tiếp cơ sở của đồ gỗ Thành Luân chúng tôi để ký nhận bộ bàn ghế này lúc còn để mộc. Ngày hôm nay chúng tôi hoàn thiện xong phần hoàn thiện cuối cùng và chuẩn bị đi bàn giao cho gia đình anh Tuấn, chị Nga, chị Ngân, anh Tuấn gì đó ở thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Và sau đây không để quý khách phải chờ đợi lâu, chúng ta sẽ cùng đi vào đường nét chi tiết và để cùng Thành Luân chúng tôi khám phá cái bộ bàn ghế này, vì sao nó lại là hàng siêu khủng, hàng độc nhất vô nhị luôn, hàng đỉnh cao, siêu đẳng cấp đỉnh cao. Vâng, bộ bàn ghế này bình thường ván mặt vẫn là 2 phân và khuôn mặt dày là 4 phân. Và cái yếm dạ chúng tôi làm rất chi là cong và dày. Chân chân cũng làm rất cong, chân cong. Đó, yếm rất cong, và yếm là dày 4 phân luôn. Đó, cực kỳ là dày dặn. Và cái tay này gọi là tay pháo. Tần này gọi là tần tay pháo này. Đó. Và cái đặc biệt trong cái bộ này nhất đó là cái phần tay cột liền. Cột liền chúng tôi làm nó rất cong, còn bình thường hàng bình thường thì làm nó sẽ không được cong như này. Nhưng cái hàng này, bộ này là hàng siêu đỉnh cao của Thành Luân, chúng tôi làm siêu cong. Đấy, làm rất cong luôn. Đó, cột này làm rất chi là cong. Và cái phần chương, chương này chúng tôi làm chương liền, cuốn với cả chương này là liền nhau. Đấy, cuốn với chương là liền, chương với cuốn là liền. Và phần vách tựa, vách tựa lưng đây chúng tôi cũng làm liền luôn. Liền luôn, bình thường đây là ván và đây là khuôn tranh, nhưng đây là chúng tôi làm liền một mảng luôn. Liền một mảng luôn. Đó, rất là đẹp. Và vách tựa là đục thủ công bằng tay. Vách đục thủ công bằng tay. Đó, cột liền. Và ván mặt dày 2 phân, khuôn mặt dày 4 phân. Và to cao dài rộng hơn hàng thông thường rất nhiều. Đây, liền đây, chúng ta nhìn được phía sau thì biết ngay. Đó là một miếng gỗ liền luôn. Một miếng gỗ liền luôn. Rất giá trị luôn. Đó, hôm trước thì chúng tôi xong 2 bộ thì là có một khách hàng, đó là anh Khả, anh đến từ thành phố Hồ Chí Minh, anh đã đặt luôn một bộ. Và một bộ này thì là của anh Tuấn, chị Nga đến từ thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc đã ghi nhận lốt cái bộ này. Hiện tại chúng tôi là chuẩn bị lại sắp xong 2 bộ cột liền, vách tựa liền, hàng dáng cong to cao dài rộng hơn hàng thông thường rất chi là nhiều này. Tiếp tục 2 bộ nữa chuẩn bị cho ra mắt. Quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ với chúng tôi theo 2 số điện thoại trên màn hình: 0967 110389 hoặc 0972 770888. Và toàn bộ phần chương này, cuốn này với chương này liền nhau, và vách tựa liền luôn. Đó, rất giá trị. Bộ sản phẩm trên chúng tôi làm theo đơn hàng của anh Phùng Tuấn đến từ thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Và cái vân gỗ thì chúng tôi cũng không cần phải giới thiệu nhiều, chúng tôi chỉ lia máy sơ bộ này để quý vị nhìn thôi. Đó. À, mọi người đừng quên đăng ký kênh của Thành Luân chúng tôi để liên tục nhận được các thông báo mới nhất về các sản phẩm mà chúng tôi cập nhật hàng ngày. Và clip khách đang xem tôi quay tại cơ sở 1 của đồ gỗ Thành Luân, nằm tại đầu thôn Ngải Khê, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Đầu thôn Ngải Khê, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Vâng, một lần nữa thay mặt đồ gỗ Thành Luân xin chân thành cảm ơn quý hàng đã quan tâm theo dõi ủng hộ. Chúng tôi xin tạm dừng video clip tại đây và xin chào, hẹn gặp lại quý khách trong những video clip tiếp theo.